Hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người một bộ phim kỳ ảo có tên Sự Cố. Oliver từ nhỏ đã vô cùng thân thiết với anh trai Carlos, hai anh em vẫn luôn làm những phi vụ trộm cắp nhỏ nhặt. Hôm ấy, Carlos về nhà, Oliver tỏ ra rất lo lắng, không ngừng nói xin lỗi với Carlos. Lúc này một cảnh sát tên Marco cầm súng từ đâu bước ra. Thì ra Oliver đem những chuyện mà hai anh em đã làm trước nay nói với cảnh sát. Carlos đương nhiên không thể bó tay chịu trói, thế là lợi dụng cánh cửa tủ lạnh đẩy lui Marco, sau đó đưa theo Oliver chạy ra ngoài. Marco đuổi theo sát nút, ba người đuổi bắt trong khu cầu thang. Marco thấy Oliver và Carlos sắp thoát thân, liền nổ súng, viên đạn xuyên đúng vào chân Carlos. Marco cũng ngây người, lúc này đột nhiên truyền tới một tiếng nổ, ba người đều giật mình nhưng hình như cũng không xảy ra thêm chuyện gì đáng sợ. Tiếp đó, Oliver định đưa Carlos vào bệnh viện nhưng ba người đi tới tầng 1 lại phát hiện bên dưới vẫn còn cầu thang, hơn nữa còn viết tầng 9. Marco vì muốn làm rõ mọi chuyện liền yêu cầu hai anh em Oliver ở nguyên chỗ cũ, còn mình thì đi xuống bên dưới, nhưng anh ta đã chạy mấy vòng. Chuyện này rốt cục là thế nào? Marco không tin chuyện ma quỷ, lại lập tức chạy lên trên. Không khó đoán, anh trở lại vị trí cũ. Có lẽ cầu thang này là vòng tuần hoàn, đây không phải là quỷ đả tường trong truyền thuyết hay sao? Ba người dừng lại ở chiếc máy bán hàng tự động, nhưng Carlos vì không được kịp thời cấp cứu, cho nên sắp không ổn rồi. Oliver rất tuyệt vọng, cảnh sát cũng rất suy sụp. Bởi vì anh phát hiện đồ ăn trong máy bán hàng tự động là vô tận, vừa ăn một chiếc bánh mì, nó sẽ tự động bổ sung. Điều này có phải có nghĩa là ba người sẽ không thể thoát ra? Oliver thấy Carlos sắp không ổn, cũng suy sụp theo. Cậu cầm súng chĩa vào Marco, nếu như đây là một cơn ác mộng thì liệu bắn cảnh sát mọi thứ có kết thúc? Đổi cảnh. Hôm ấy, Daniel chuẩn bị cùng mẹ, em gái và bố dượng ra biển chơi. Daniel rất không thích bố dượng Roberto, mặc dù nhìn có vẻ cũng ổn, nhưng Daniel luôn tưởng tượng Roberto là kẻ địch. Lần này đi biển là có thể gặp được bố đẻ rồi. Daniel rất mong chờ, cậu đặc biệt mang theo bộ bài mini cùng với chú thú cưng. Một nhà bốn người lái xe đi vui vẻ. Khi đến trạm xăng trên đường, bố dượng cho em gái Camila uống nước hoa quả, nhưng lại bị vợ là Sandra trách móc, bởi vì Camila mắc chứng hen suyễn, thành phần nước chanh trong đồ uống này sẽ khiến cô bé dị ứng. Quả nhiên chưa đi được bao lâu thì cô bé xuất hiện triệu chứng khó thở. Roberto luống cuống từ trong túi lấy ra máy thở, nhưng lại không cẩn thận làm nó rơi xuống đất, lại thuận chân dẫm lên. Vốn dĩ Daniel nên mang theo một máy dự phòng, nhưng trước khi xuất phát lại nhận được điện thoại của bố đẻ nên đã quên mất chuyện này. Bọn họ nhanh chóng quay lại trạm xăng, Sandra tìm được chút thuốc cho con gái, họ muốn quay lại tìm một hiệu thuốc. Lúc này, họ cũng nghe thấy một tiếng nổ. Quả nhiên, gia đình này cũng giống như ba người bị nhốt trong cầu thang nọ, họ cũng bị luẩn quẩn trên con đường này. Cho dù đi bao xa, lái xa đã bao lâu, bọn họ vẫn lại quay về trạm xăng, hơn nữa trên đường đều sẽ đi qua một biển quảng cáo. Sandra không ngừng chỉ trích Roberto, bởi vì Roberto từng nghiện rượu cho nên Sandra cho rằng anh ta là một người không đáng tin cậy, liên tục nói mắt Roberto có vấn đề, mỗi lần đều đi quá đường ra. Mãi cho tới khi xe đi đã không biết bao nhiêu vòng, Sandra mới tin con đường này chắc chắn có vấn đề. Roberto xuống xe từ con đường đi ra ngoài, muốn tìm người tới cứu, nhưng không ngờ đi một hồi vẫn quay về chỗ cũ. Xem ra cho dù có đi ngang đi dọc thế nào cũng không thể thoát nổi. Sau khi Roberto rời đi, Sandra vô cùng suy sụp, cô lái xe hết vòng này tới vòng khác. Thậm chí hai đứa con đã xuống xe cũng chẳng buồn phản ứng. Cuối cùng, Sandra dừng ở trạm xăng, khóc lóc mong ác mộng qua đi mà lại quên mất hai đứa trẻ vẫn còn ở bên đường. Bây giờ, hãy cùng quay lại cầu thang tòa nhà. Sau khi Carlos chết, cảnh sát Marco và Oliver ở cầu thang trải qua một cuộc sống khác biệt. Marco mỗi ngày chỉ biết ăn với tiêu hóa, thậm chí bởi vì lâu ngày không vận động đến đi cũng không bước nổi. Còn cuộc sống của Oliver thì rất có quy luật, không chỉ ghi lại thời gian mỗi ngày trên tường, mà còn lợi dụng chuyện mỗi ngày máy bán hàng tự động đều bổ sung hàng, dùng chai nước khoáng làm phòng tắm. Bởi vì khi anh trai Carlos tới cầu thang này còn mang theo một chiếc ba lô, những thứ trong ba lô mỗi ngày cũng được bổ sung, cho nên Oliver lợi dụng triệt để những thứ này, ví dụ như dùng quần áo không ngừng xuất hiện trong ba lô làm giường, dùng vô số cắt móng tay làm gương, thậm chí còn tạo ra một núi tiền. Oliver mỗi ngày đến sống rất quy luật, không chỉ ngủ sớm dậy sớm mà còn không ngừng vận động. Lúc này, 35 năm đã trôi qua, Marco và Oliver đã quên đi mối thù từ lâu, bọn họ mỗi ngày đều nói chuyện, mặc dù vẫn luôn là những vấn đề giống nhau. Marco mỗi ngày đều hỏi Oliver, hình như tôi muốn nói với cậu điều gì đó, nhưng lại chẳng nhớ ra, mà mỗi lần Oliver đều nói với Marco, không sao, nhất định ngày mai anh sẽ nhớ ra thôi. Ngày hôm ấy, Marco đang ghi chú trên bức tường, đột nhiên nhớ ra điều gì, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cảnh phim chuyển tới gia đình của Daniel, thời gian cũng đã trôi qua 35 năm, lúc này Daniel đã không còn sống cùng bố dượng và mẹ. Bố dượng dẫn theo người mẹ đã hơn 20 năm không nói chuyện sống trong xe. Bọn họ vẫn luôn dựa vào trạm xăng, lấy nước uống và đồ ăn vô tận ở đây, nhưng khắp nơi đều đã bị họ làm loạn. Có bọn họ thì cảnh phim liền xuất hiện tiếng vo ve của ruồi nhặng, hơn nữa còn là cả một đám.
So với bọn họ, cuộc sống của Daniel có vẻ giống với con người hơn. Cậu dùng quần áo xuất hiện mới mỗi ngày ở trạm xăng dựng lên một cái lều tạm, mỗi ngày đều nấu xương rồng ăn, còn chăm chỉ leo núi rèn luyện thân thể. Hơn nữa, mỗi ngày sau khi tới đỉnh núi, sẽ đều đem máy thở mới xuất hiện của em gái vứt tại đây. Hôm ấy, bố Dượng nhặt được một con thỏ đồ chơi trên đường, liền đem nó đi tìm Daniel. Roberto luôn cho rằng bản thân muốn nói điều gì đó với Daniel, nhưng lại không thể nhớ ra. Chẳng bao lâu, mẹ của Daniel qua đời. Khi cùng Daniel chôn cất người mẹ, Roberto đột nhiên kêu lên đau khổ. Ông ta cuối cùng cũng nhớ ra điều định nói với Daniel. Ở một bên khác, Marco ở trong thang máy cũng đã nhớ ra điều mình muốn nói với Oliver, chính là bí mật về chuyện họ bị nhốt ở một chỗ. Cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Câu chuyện bắt đầu từ khi Roberto còn nhỏ, khi đó Roberto vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu cùng một người bạn học và giáo viên cùng bị nhốt lại trên một cái bè trúc, bởi vì sai sót của thầy giáo dẫn đến người bạn học đó mất máu mà chết. Sau đó, Roberto cùng với thầy giáo bị giữ nhốt lại trên bè trong suốt 35 năm. Khi thầy giáo sắp qua đời, đã nói với Roberto ông ta từng bị nhốt ở trên tàu hỏa suốt 35 năm. Sau khi thầy giáo xuống khỏi tàu thì đã quên đi tất cả, sau đó lại lên bè trúc rồi lại bị giữ lại đây thêm 35 năm. Thầy giáo nói với Roberto nhất định phải nhớ rõ tên của mình, đồng thời đừng bao giờ lên một chiếc xe màu đỏ. Có điều, Roberto không nghe lời thầy giáo, ông ta lên chiếc xe màu đỏ, sau đó quên đi mọi thứ, và trở thành bố dượng của Daniel, rồi cùng cậu lưu lại bên con đường này đã 35 năm. Hiện tại, Roberto đã nhớ lại tất cả, thế là ông ta nói với Daniel, hãy ghi lại tên mình, luôn luôn nhắc nhở mình là Daniel, đồng thời đừng bao giờ bước lên xe cảnh sát. Sau khi Roberto qua đời, Daniel thật sự đã nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát. Ban đầu cậu có chút do dự, nhưng trở về suy nghĩ kỹ càng, cậu vẫn cảm thấy cho dù lên xe là tốt hay xấu, thì ít nhất không cần ở lại đây mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế này. Vào giây phút Daniel lên xe, cậu quên đi mọi thứ. Trên xe có một bộ cảnh phục, còn có một quyển sổ màu đỏ. Daniel theo những gì ghi chép trong sổ, cắt tóc cạo râu, đồng thời đi bắt hai anh em tội phạm ghi trên cuốn sổ. Đúng vậy, các bạn đã đoán đúng rồi, hai anh em này chính là Oliver và Carlos, mà cảnh sát Marco chính là Daniel. Cảnh phim lại chuyển tới cầu thang, lúc này Daniel đã chuẩn bị hấp hối, cuối cùng cậu cũng nhớ lại tất cả, nhớ lại chuyện bản thân đã lưu lại bên đường suốt 35 năm, nhớ lại bản thân đã lên chiếc xe cảnh sát như thế nào, rồi sau đó lại ở cầu thang này sống tiếp 35 năm. Cậu nói với Oliver ở trước mặt, cho dù thế nào cũng đừng quên mình là ai, cho dù thế nào cũng không được vào chiếc thang máy ở hành lang, nói xong liền qua đời. Sau khi Daniel chết, Oliver quả nhiên nhìn thấy một cái thang máy ở hành lang. Cậu vô cùng băn khoăn, mặc dù Daniel đã nhắc nhở không được vào thang máy, nhưng Oliver đã không còn có thể bình tâm để sống cuộc đời như trước. Cậu do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn bước vào thang máy. Oliver cũng bắt đầu từ giây phút bước vào thang máy này, quên đi thân phận của mình. Trong thang máy có một bộ quần áo của nhân viên phục vụ, còn có một quyển sổ ghi chép. Oliver mở ra cuốn sổ, đồng thời sau khi thay xong quần áo cũng gặp được đôi vợ chồng trẻ trên bức hình trong cuốn sổ. Bà và chồng bước vào thang máy, mọi thứ đều thật đẹp đẽ, nhưng sau khi ra khỏi thang máy, Oliver lại đột nhiên vứt hành lý của đôi vợ chồng này xuống đất, đồng thời lấy ra một con ong mật. Con ong đốt lên tay người chồng, không may sao người chồng dị ứng với ong mật, mà thuốc chống dị ứng của anh ta để trong hành lý lại bị Oliver vứt xuống nên đã vỡ. Không sai, các bạn thông minh vậy chắc chắn đã đoán ra, lần này, ba người lại bị nhốt ở trong tầng nhà này. Xem đến đây, bạn có phải cho rằng đây là một bộ phim tuần hoàn vô hạn? Thực ra không phải, mỗi người bị nhốt lại thực ra đều có một bước chuyển ngoặt, chính là việc họ đã lỡ tay làm sai chuyện gì đó, dẫn đến chuyện không hay xảy ra phía sau, ví dụ như cái chết của Carlos, cái chết của cô con gái Camila. Sau khi những chuyện này xảy ra, thứ bị nhốt lại thực ra không phải là thân thể, mà chính là nội tâm của họ. Tiếng nổ kia thực ra chính là điểm nút khiến họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau khi phạm sai lầm. Nội tâm của họ bị nhốt ở thời điểm đó, rất lâu chẳng thể rời đi. Mà trong thực tế mỗi người đều sẽ có kết cục khác nhau. Daniel lỡ tay bắn bị thương Carlos. Carlos không chết nhưng Daniel lại rơi vào tự trách. Anh ta vốn dĩ đã kết hôn sinh con, về nhà lại thấy vợ đang ở cùng người đàn ông khác, vô cùng phẫn nộ. Daniel nổ súng, cuối cùng phạm phải lỗi lớn. Daniel bị bắt vào tù. Sau khi ra tù thì đã già, không biết phải làm sao để hòa nhập với xã hội, thế là nhảy lầu tự sát. Roberto dẫm vỡ máy thở của con gái, mặc dù sau đó con gái không sao, nhưng Roberto và vợ lại xảy ra cãi vã. Hai người không ngừng cãi cọ, cuối cùng quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, Roberto bắt đầu nghiện rượu, mỗi ngày cuộc sống càng trở nên tồi tệ, cuối cùng cũng tự sát. Oliver trên thực tế đã học hành tử tế, đồng thời tìm được người con gái mà mình yêu, nhưng cậu bởi vì làm vỡ hành lý của khách cũng làm vỡ thuốc cứu mạng họ. Kết cục của Oliver trong hiện thực, có lẽ chúng ta đều đoán được. Mỗi người sau khi phạm sai lầm đều rơi vào nút thắt do chính mình tạo ra, bởi vì không thể tha thứ cho bản thân, cho nên tự tạo cho mình một nhà giam. Những sự việc này nếu chúng ta nghĩ một chút sẽ thấy ai cũng từng trải qua. Ví dụ như khi bạn làm một chuyện xấu, hoặc làm một việc mà bạn cho là không đúng, mặc dù chuyện đó đã qua từ lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại, bạn vẫn thấy trong đầu mình ầm một tiếng. Âm thanh này có giống với âm thanh mà những người trong bộ phim sau khi phạm lỗi nghe thấy không? Cho nên quỹ đạo phát triển cuộc đời của nhiều người, rất nhiều lúc có liên quan mật thiết tới tâm tình của họ.
Khó nhất không phải là tha thứ cho lỗi lầm của người khác mà là tha thứ cho chính bản thân mình. Đối với sai sót của bản thân nhớ mãi không quên thì cuộc sống sẽ mãi mãi chỉ có những chuyện không thể vượt qua. Nếu sai thì hãy sửa chữa, mắc nợ thì hãy bù đắp, nhưng đừng bao giờ quên đi chính mình. Hãy luôn tiến về phía trước. Đây là những lý giải của mình về bộ phim này. Nếu các bạn có suy nghĩ khác thì hãy để lại bình luận chia sẻ nhé. Video hôm nay chỉ tới đây thôi. Nếu thích thì hãy theo dõi kênh của mình.